Hi, xin chào tất cả bạn. Lại là mình đây. Vậy là thứ hai hàng tuần thì chúng ta lại gặp nhau và đến với những cái nội dung về bài tập. Và đều đặn thứ hai hàng tuần thì mình sẽ luôn post những cái bài về bài tập để chia sẻ với các bạn. Nếu các bạn chưa biết mình là ai thì mình giới thiệu mình là Trang Lê. Mình là một người thích chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân về tập luyện, về nutrition, về dinh dưỡng đến cho tất cả mọi người xung quanh, đến cho cộng đồng và những người mà follow mình. Và bài tập hôm nay thì các bạn có thể thấy dưới cái topic rồi, một cái bài tập mà quá nhiều bạn nữ đã hỏi mình, đấy là bài tập làm sao để có một cái phần vai và phần tay của mình nhìn săn chắc, gọn gàng hơn mà lại dễ dàng luyện tập. Tại vì các bạn thường nghĩ là khi mà tập thân trên các bạn sẽ phải đi ra phòng tập, phải cầm tạ rất nặng để tập. Nhưng mà không cần thế đâu, với những một số những cái bài tập sau đây mà Trang hướng dẫn thì các bạn có thể tập luyện được ngay tại ở nhà nhé. Và đồng hành với cả chúng ta ngày hôm nay đó có một người bạn, đó là đó chính là chai nước này. Chai nước này nó có thể tích là 1,5 lít và nó tương đương với 1,5 cân. Và mình nghĩ nó rất là phù hợp để làm một cái tạ để mình có thể tập luyện đấy. Đối với bản thân mình thì cái này nó hơi bị nhẹ một chút, tại vì mình tập khá lâu rồi. Nhưng mà mình nghĩ là với những bạn mới tập luyện thì với cái mức lượng thể tích và trọng lượng như này thì nó khá là hợp lý để tập tay rồi. Và các bạn ơi, khác với những cái video trước đây mình quay thì cái video này thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp, nghĩa là coach các bạn trực tiếp bây giờ. Thế nên là các bạn phải cố gắng theo hết bài tập nhá. Và mình có một câu này nhắc các bạn nhá, đó là không được bỏ tay xuống. Không được bỏ tay xuống, nghe rõ chưa? Chúng ta phải tập hết cái bài này đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng vào bài tập ngay lập tức nào. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào tập cho phần vai và tay của mình. Đầu tiên các bạn sẽ giơ hai tay ra ngoài, nắm lòng bàn tay lại với nhau như thế này, được chưa? Và mình sẽ xoay về phía sau liên tục. Cố gắng xoay bằng cái khớp vai của mình. Ok, bây giờ mình sẽ xoay ngược lại về phía trước. Xoay bằng cái phần bả vai và cảm thấy cái phần vai của mình nó nóng hơn. Ok, rồi mình cần các bạn mở lòng bàn tay hướng lên trên và mình cảm giác như mình đang cần đẩy một cái vật gì đấy lên trần nhà, ví dụ như quả bóng bay chẳng hạn, nào chúng ta cũng đẩy lên. Đẩy lên trời, nào các bạn đã bắt đầu cảm thấy phần vai của mình nó nóng lên rồi. Rồi bắt đầu cảm thấy nóng bừng lên đúng không? Đấy là những cái gì mà mình muốn các bạn cảm nhận được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ úp tay lại. Và bây giờ mình muốn các bạn cảm nhận là chúng ta đang bay lên nhá. Nào, đạp không khí để bay lên nào. Hạ tay xuống. Nếu mà bạn nào đang cảm thấy mỏi lắm rồi và đang muốn hạ tay xuống thì cố lên thử thách để có được một cái phần tay vai nó khỏe hơn. Mình cũng đang rất là mỏi rồi nhưng mà mình cũng rất cố gắng các bạn nhá. Bắt đầu người mình đã ra nhiều mồ hôi rồi này. Bốn giây, 4, 3, 2. Ok, rồi bây giờ các bạn sẽ xoay lòng bàn tay hướng về phía trước. Và bây giờ mình cần đẩy push về phía trước. Bắt đầu. Oh my god. Cái phần tay vai của mình rất mỏi rồi. Cố lên, nhanh thôi, sắp hết rồi các bạn ơi. 8 giây nữa nhá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, quay về phía sau. Oh my god, rất là mỏi. Nào, bây giờ đẩy tay về phía sau liên tục. Back, 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 back. Trước khi mà bỏ cuộc các bạn hãy nghĩ tại sao mình lại bắt đầu tập. Và phải cố gắng để tập luyện cho cái phần thân trên của mình nó săn chắc hơn. 4, 3, 2. Ok, rồi các bạn hạ tay xuống một chút. Thả lỏng thoải mái cái phần tay vai của mình. Các bạn sẽ thấy là cái phần bả vai này, cái khớp vai của mình nó cháy luôn. Và đấy, như mình bây giờ thì cái người của mình nó ra nhễ nhại mồ hôi rồi, nghĩa là người mình nó rất là nóng. Sau khi cái phần vai của mình nóng rồi các bạn,
xoay cái phần vai để làm phần vai nó dễ chịu một chút. Xoay về phía trước nhá. Ok, nào tiếp tục vẫn cho cái phần vai của mình, các bạn sẽ giơ hai tay lên. Chúng ta không cần dùng tạ đâu, các bạn sẽ dùng tay nhá, đẩy tay lên cao này. Liên tục. Khoảng 16 lần các bạn ạ. 4 lần nữa nhá. Đẩy lên. Rồi, hạ xuống nào. Bây giờ chúng ta giữ lại đây. Việc tiếp theo là mình sẽ ép khuỷu tay chạm lại với nhau, sau đó mở ra. Được không các bạn ơi? 16 lần bắt đầu. Chạm và mở. Chạm và mở. Ở target động tác này chúng ta phải chạm hẳn cái khuỷu tay lại được với nhau. Thở đều nào. 8 lần nữa. 8 7 cố lên. 6 5 4 3 2. Rồi bây giờ giữ lại ở đây. Nào bây giờ mình sẽ cần các bạn thử thách đẩy cái khuỷu tay lên cao. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, hạ xuống. Trời ơi, cái vai của mình cảm giác bây giờ mình không thể nhấc nổi cái tay lên được nữa. Nó rất là hiệu quả đấy các bạn ạ. Và mình sẽ cần phải lặp lại một lần nữa cho động tác này. Nên là các bạn cùng mình lặp lại tổ hợp nhá. Nào, chúng ta sẵn sàng chưa? Thả lỏng cho phần khớp vai của mình thoải mái một chút và mình cùng tiếp tục. Bắt đầu. Giơ tay lên. Mỗi động tác mình có 16 lần các bạn nhá. Sẵn sàng. 3 2 1. Đẩy tay lên trời nào, bắt đầu. Cố gắng khi mà chúng ta đưa tay lên cao, mình với cao cái tay lên hết cỡ để nó cảm nhận được vào cái phần vai của mình. Rồi ok các bạn ơi, chúng ta lại giữ lại đây. Nào bây giờ mình sẽ đóng lại nhá. Và target đó là thử tay chạm vào nhau và mở ra 16 lần. Bắt đầu. Ép hẳn thử tay chạm vào nhau. Ba lần nữa nào, cố lên. 3 2 1 giữ lại đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhấp lên, các bạn ơi cố gắng lên nhấp nào. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Ok, đan hạ xuống rất tốt. Trời ơi, phần vai của mình cảm thấy mỏi nhừ rồi và kiểu cảm thấy phần vai đã cháy luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ cùng sử dụng những dụng cụ, đó là chai nước nhá. Thế rồi bây giờ quay trở lại với chai nước. Nào bây giờ chúng ta sẽ cầm vào hai cái đầu chai nước và cầm chắc chắn các bạn nhá. Đưa thẳng lên trời như này. Thì mình sẽ tập cho phần bắp tay sau. Ở động tác này thì mình sẽ đứng check 45 độ, các bạn nhìn thấy rõ hơn này, được chưa? Ở động tác này chúng ta sẽ giữ tay trên một đường thẳng. Và từ vai đến khuỷu tay mình giữ bất động nhá. Làm sao chúng ta liếc hai mắt sang mình vẫn nhìn thấy khuỷu tay của mình. Mình gập cái khuỷu tay về phía sau. Các bạn sẵn sàng tập luyện cùng mình chưa? Bài này mình sẽ tập liên tục lâu thôi nhá, để cảm thấy bắp tay sau, gập tay sau này. Và đẩy lên này. Cảm nhận cái phần bắp tay sau của mình một chút đã bạn nhé. Chúng ta sẽ làm chậm trước để mình cảm nhận trước cái cơ thể của mình, cảm nhận trước cái phần cơ bắp của mình hoạt động như thế nào. Sau đó mình sẽ tăng tốc lên bạn nhé. Nhớ một điều lưu ý, đó là hai khuỷu tay chúng ta không mở ra ngoài mà mình cần phải đóng khuỷu tay lại các bạn nhé. Không mở khuỷu tay và đóng khuỷu tay lại thì nó sẽ vào phần bắp tay sau nhiều hơn.
Ok, liên tục single. Down, up, down, up. Chúng ta sẽ làm liên tục như này. Hít thở đều 20 cái các bạn nhé. Mười cái nữa, cố gắng để khuỷu tay gần lại với nhau nào, cố gắng lên. Đếm ngược này, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, rồi, hạ xuống. Các bạn cảm thấy thế nào? Chúng ta vừa thấy vào rất nhiều phần vai mà lại còn vào phần bắp tay sau của mình nữa. Rồi tiếp tục đến bài tập tiếp theo cũng cho bắp tay sau của mình. Mình cần các bạn sẽ gập người 90 độ về phía trước như thế này. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cần phải tập một tay trước. Thế nên một tay còn lại mình sẽ chống xuống. Rồi các bạn sẽ cầm nắm chắc cái tay của mình vào cái chai nước nhé. Và chúng ta sẽ có 16 lần thử thách. Lên, giữ lại, xuống, liên tục. Nhớ là khi bạn duỗi thẳng tay ra thì chúng ta cần phải giữ lại một chút. Duỗi thẳng để cảm nhận phần bắp tay sau của mình. Thẳng, thẳng cò, tiếp tục. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lần cuối, 1, ok, rồi, rất tốt. Nào, mình sẽ đổi bên ngược lại các bạn ơi. Tương tự, y hệt như thế, chúng ta sẽ đổi bên 16 lần cho phần bắp tay sau bên này. Các bạn chống người xuống, chưa? Cầm chắc tay vào cái chai nước nhá. Và chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, co kiểu tay này, đưa. Lưu ý ở bài này đó là các bạn phải giữ cố định từ phần vai đến phần kiểu tay của mình. Mình không bị hạ xuống nhiều. Cố gắng lên 8 lần nữa. 8, 7, 6, lên giữ lại một chút. 5, 4, 3, 2 lần nữa. 2, và ok, rồi, thở lại một chút. Nào, chúng ta sẽ lặp lại cho phần bắp tay sau một lần nữa thôi là hoàn thành bài tập ngày hôm nay rồi. Mong là bài tập này các bạn sẽ cảm nhận được như Trang bây giờ. Trang đã cảm tê tái hết cả tay của mình rồi. Ok, one more time, một lần cuối nào, nâng chai nước lên cao. Rồi chúng ta sẽ làm chậm trước nhá để cảm nhận nhá. Bắt đầu. Các bạn có thể thấy hai khuỷu tay của mình rất gần nhau và mình ép sát vào mặt của mình đúng không? Để làm cho cái phần khuỷu tay của mình, cái phần bắp tay sau của mình nó mỏi hơn. Thở đều. Ok, thử thách cuối cùng các bạn ơi, chúng ta làm nhanh liên tục nào, bắt đầu. 16 lần. Nữa các bạn ơi, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thử thách xuống giữ lại, bắt đầu ở đây, chúng ta nhấp 8 lần này, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lên, oh my god, tay của Trang đã đang đốt cháy rồi, nào xuống giữ lại, dừng, nhấp, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dừng, rồi lên chưa?
Nào, một lần thử thách cuối cùng và mình kết thúc bài tập ngày hôm nay nhá các bạn nhá. Cố gắng nào, xuống và giữ lại, bắt đầu. Chúng ta nhấp 8 lần. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Giờ cuối cùng thì mình cùng giãn cơ với nhau nhá. Căng toàn bộ cái phần mà mình vừa tập ra các bạn ơi. Đổi bên. Chúng ta làm 10 lần thả lỏng tay như sau. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, hoàn thành xong rồi. Các bạn ơi, các bạn đã tập luyện xong hoàn toàn bài tập tay của mấy Trang, các bạn cảm thấy thế nào? Mong là chỉ một vài phút thôi, chỉ chắc là 10 đến 15 phút thôi nó sẽ giúp các bạn cảm thấy tê tái hết cái phần vai và tay sau của mình rồi, để giúp cho các bạn có một cái phần thân trên, phần tay của mình nhìn săn chắc và thon gọn hơn. Để bài tập này hiệu quả hơn thì mình có post một cái link ở bên dưới là bài tập về HIIT. Các bạn hãy kết hợp hai bài tập này lại với nhau để có thể có kết quả tốt nhất khi luyện tập nhá. Và bây giờ thì mình sẽ làm nhiều những cái nội dung mà tập luyện coach trực tiếp như thế này. Không biết là các bạn có thích không? Nếu mà các bạn có hứng thú thì cũng hãy comment ở dưới để cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.